saham bati ca tân cha li ân thì quả răng a da cha tha sa ti tha sa ta ba cha 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 ta ma perim vi na chan cha ca yang su tăng cha pan đăng a pi tham ma cha măng a cô ta yên tô cha tâu san cha đăng đăng ba bố tha này ye ba ri sa ya ma chem evam saham pati brahma Bhagavan tăng Aya cha tha tùng hi phá quê na tâm vô thô ca nu nê ya ni quá ya cha ya tăng a vô tha ya ba na mi ga la yam ta tô ga tô pan cha quá ya đa vô nay ye a măng ba ye tham ma tôn ta tô ba phu ti tham bồ tô a nu na tham ma đề sa năng ma ga wa sa ni đề se si sa ta năng a cha ti tham khăng tê na sa tu a yo ban tê đề se tu tham ma đề sa năng ba ya vi ya ba re sa yang anu kham ba bi wa ta quên chúng sanh tất cả bốn hàng như sang trong nước vinh quang luôn chờ trời lo mọc đặng nhờ ánh sáng tỏa lạnh rải tán bụi hương pháp màu ánh sáng phi trường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản phật nhận lời những chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhậm vương long giá ngày dời chân sang thuyết pháp độ các đệ tử có năm thầy thỉnh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như đường nem hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giam vẹn toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ẩn phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ trinh rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn nia tôi mê cầu đường thi thi vang toàn và nam mô bút tha nam mô tham ma giá nam mô sân khai giá con kính đảnh lễ đức Phật tính lời chúc đầu năm của con đến nhà đại đức là kính mong mà đại đức sức khỏe dồi dào để dìu dắt cho chúng con trên đường đạo pháp nha. Con cũng không biết chút gì chỉ chút như vậy thôi. Con xin nhường biết lại cho đại đức ạ. Sa thú lành thay, sa thú Phật tử Đà Lạt đây. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý Phật tử đang có mặt ở trong rừng. Kính chào Phật tử Vạn Lâm, Phật tử Thi Lâm, Phật tử Sương Mai, Phật tử Tâm Hạnh, Phật tử An Minh, Phật tử An Lạc, Phật tử Tâm Khoan,
Hải Mộng, kính chào Phật tử Lạc Lê, Nghe Pháp, Người Phương Nam, Sương Võ, và kính chào toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay là mùng 2 tháng Giêng năm Canh Tý, tức là nhằm Chủ Nhật 26 tháng 1 năm 2012. Thay mặt Chư Tăng, chúng tôi chúc quý vị, chúc quý ngài, quý vị có một cái năm mới sức khỏe dồi dào, niềm tin được kiên cố và dũng mãnh trong sự tu tập, và sớm chứng đạt những cái sở nguyện gì mà quý ngài quý vị đang mong đợi, đang mong muốn. Xin mau xin cho những cái ý nguyện đó sẽ thành tựu kịp thời đến quý vị. Bây giờ thì hôm nay chúng ta tiếp tục học về tập phiền não, hay là 10 cái sự. Xin lỗi quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học về 10 cái sợi dây trói buộc. Kỳ trước chúng ta cũng học 10 sợi dây trói buộc, nhưng mà chúng ta chỉ mới học được đến đến hoài nghi trói buộc. Chúng ta mới có học đến hoài nghi trói buộc thôi, thân kiến hoài nghi. Không biết sao từ cái lúc sau này nhá, chúng tôi thích giảng một chi phần như vậy, một chi pháp như đó, nó dài cho quý vị nghe. Không biết quý vị nghe quý vị có chán không, chứ chúng tôi thì chúng tôi nghĩ là mình học như vậy á, nó coi như là mình thủng thẳng mình học, chứ nó cũng có gì gấp. Thành ra đó, nếu mà mình đi nhanh qua cũng được, những cái nào mình cần đi nhanh qua, còn những cái phần nào đó, mình chia sẻ mình đi chậm từ từ, chúng tôi nghĩ chính bản thân của chúng tôi cũng hoan hỷ, và cũng mong quý vị nghe, quý vị hoan hỷ sẽ được mình nhớ nó lâu hơn, cũng như rất là hoan hỷ khi mà nhắc đến 10 cái sợi dây trói buộc này, thì Phật tử Hải Minh đã đưa lên liền thì rất là hoan hỷ. Vậy thì bây giờ để bắt đầu cho phần giới cấm sai lạc, hay là giới cấm trói buộc đó, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tâm bảo một cách tôn tắc. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadami sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatibbano bhagavato savaka sangho sanghang nammami lokassanatang vadamuttamahang buddhang cha dhammang cha bhagavami sanghang. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phước này với quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. Kính thưa quý vị, cái giới cấm trói buộc, giới cấm trói buộc hay là giới cấm chuyên, chúng ta muốn kêu theo cái nghĩa nào cũng được, nhưng mà chúng ta nhớ cái Pali, cái trong cái chữ Pali Silabbata Sanyojana, chúng ta nắm cái gốc của Pali đó thì chúng ta sẽ không có bị nhầm lẫn, vì chúng ta có cái gốc của Pali, thì bất cứ là ai người ta dịch theo cái nghĩa nào mình cũng hiểu được. Ví dụ như truyền hay là kiết sử hay là thằng khúc hay là dây trói buộc vân vân, cứ sân vô chán á, sân vô chán á là ok, là coi như là chúng ta hiểu cái ý nghĩa đó. Thành ra mình muốn dùng theo cái danh từ nào
Cũng được. Vậy thì cái giới cấm trói buộc này á, hay là nói cho rõ là cái giới cấm sai lạc, là cái những cái hình thức, những cái nghi thức nào mà nó làm cho không có liên quan đến cái sự giác ngộ, là nó không có liên quan đến cái sự giác ngộ, thì chúng ta mà thực hành theo những cái sở hành đó là coi như là chúng ta bước vào cái giới cấm, hoặc là chúng ta bị cái giới cấm sai lạc đó. Bây giờ quý vị thấy rằng thí dụ như chúng ta muốn hành thiền, chúng ta muốn hành thiền, vậy thì hỏi rằng bây giờ trước khi mình hành thiền có những người người ta làm cái nghi thức này nghi thức kia, thì cái đó nó có thuộc về cái giới cấm sai lạc không? Thì nếu mà người ta làm nghi thức này nghi thức kia mà nó không có liên quan đến cái sự tu tập của mình thì coi như là nó bị rơi vào cái giới cấm rồi, giới cấm sai lạc rồi. Còn người ta hỏi vậy thì mấy vị thiền sinh ở bên Phật giáo á, trước khi mà người ta hành thiền á, mà người ta có tụng niệm như vậy đó là phải bước vào cái phần giới cấm không? Chúng tôi nói chưa chắc, chưa chắc. Nếu mà đối với bản thân những cái vị thiền sinh nào, những cái vị hành giả nào trước khi hành thiền, thí dụ như mình Nam Mô Ta Sa, hoặc là Bút Thăng Xá Lá Năng, hoặc là chúng ta tụng về ân đức Tam Bảo, thì chúng tôi nói những cái điều đó nó không phải là cái giới cấm, mà nó không phải là những cái tập tục, mà là tại sao vị quý vị, tại vì cái vị đó đó khi mà lễ bái Tam Bảo để chi, để làm cái tâm mình có cái chỗ nương tựa, là mình nương tựa vào Tam Bảo, hoặc là mình nương tựa vào Đức Phật, giáo pháp mình chúng ta đó, thì những cái điều đó nó không phải là cái giới cấm sai lạc, trừ khi nào mà mình đặt nặng về hình thức quá, mình đặt nặng về hình thức quá thì coi như là lúc đó nó mới thuộc về cái giới cấm đó. Quý vị biết đó, nhiều khi đó, chúng tôi rất là thích trước khi vào một cái thời thiền tập mình tụng đọc ân đức Tam Bảo tóm tắt xong rồi, chúng tôi thích nhất là cái bài kệ cuối cùng, câu Phật ngôn cuối cùng của Đức Phật trước khi mà vào cái thời thiền tập đó, có nghĩa là trước khi mà mình hành thiền đó, chúng tôi rất là cái câu Phật ngôn mà Đức Phật dạy cho các vị tỷ kheo: hỡi này các vị tỷ kheo, nhớ lời tối hậu lo âu phận mình, hữu vi là pháp cấu sinh, vô thường biến đổi, hữu hình hoại tiêu, Như Lai căn dặn một điều, ráng lo giải thoát, chớ nhiều dễ vui. Thì chúng tôi rất là thích đọc cái bài kệ đó. Khi mà đọc lên cái bài kệ đó, là nhắc nhở cho chúng ta ráng chúng ta tu tập, các pháp hữu vi là vô thường, chứ đừng có dễ vui. Đó thì khi mà đọc những cái đó, người ta nói là bị quái niệm, chứ chúng tôi nghĩ thật sự ra chúng tôi nghĩ không phải là cái quái niệm quý vị, không phải là cái những cái điều đó nó không phải là làm cho mình quái niệm đâu, mà nó làm cho cái tâm của chúng ta an trú chắc ở trong cái đề mục mình tu, hoặc là làm cho cái tâm của mình để mà mình có một cái chỗ mình nương tựa. Nương tựa ở đây không phải là ỷ lại, mà mình nương tựa, mình biết rằng hành theo cái lời của Đức Phật dạy đúng theo như vậy nè, là đạt đến cái sự giải thoát giác ngộ thôi đó. Thì mình có niềm tin vững chắc ở trong cái điều này, thành ra đó những cái điều đó không phải là cái giới cấm sai lạc. Chừng nào mà mình đi theo những cái nghi thức, thí dụ như là cúng bái đó, những cái điều mà quý vị thấy rằng thí dụ như giờ có một thời gian người ta thích
cái đi một bước lại một bước, hoặc là đi ba bước lại một lại, hoặc là đi ba bước lại ba lại, để cầu cho thế giới hòa bình. Cầu cho thế giới hòa bình. Nếu mà cái thế giới này á, mà được hòa bình á, mà do cái nghi thức đó đó, chúng tôi bảo đảm là tất cả mọi người đều làm được. Tất cả mọi người đều làm được. Bây giờ á, quý vị ở trong cái lớp học này nè, quý vị có thể quý vị đi một bước quý vị lại lại được không? Được. Trời ơi, kêu mà mình á, mà trí tuệ phát sanh để mà đoạn trừ phiền não chưa thì khó, mà chưa chưa được. Hoặc là mình tu tập mà mình có được cái ấn chứng, hoặc là có được cái trạng thái của tâm từ chưa? Chưa. Nó khó. Cái điều đó nó khó quý vị. Còn cái điều mà mình đi một bước á, mình lại một lại á, cái điều đó nó dễ làm. Tất cả chúng ta bây giờ á, bây giờ á, mình bây giờ tất cả mọi người ở trong lớp này nè đó, nếu mà thật sự làm được cái điều đó mà thế giới này hòa bình á, thật sự ra mình làm được hết. Mình đi một bước lại lại, cái điều đó nó không có khó. Cái điều nó không khó. Cái điều nào khó quý vị? Người ta phỉ báng mình không phỉ báng lại. Bây giờ ở trong lớp học nè, bây giờ thí dụ như mà người ta bạn đạo mà với nhau, người này nói người kia, mà mình nhận thức người đó nói đúng hay là người đó nói sai hay nói đúng gì, mình cũng im lặng mà mình không có đi theo những cái lời nói sai đó, thì cái đó nó là khó nha quý vị. Thật sự rất là khó. Quý vị biết rằng có nhiều người á, người ta nói rằng cái điều đó nó dễ, thật sự ra không có dễ. Nếu mà đối với những người mà mình thương á, đối với những người mà mình thương, ví dụ như mình thích, mình thương người ta có nói nặng nói nhẹ như mình cũng cười. Tại vì cái người đó mình thích, mình quan hỷ với người ta quý vị. Còn nếu mà đối với những người mà người ta mà không thích người ta coi, hoặc người ta không thích mình coi, mình chỉ cần mà sự va chạm nhẹ thôi, va chạm nhẹ thôi, thí dụ như người ta nói mình cái điều gì đó nó không phải thôi, là coi như là mình sân mình phân phần lên rồi, thì mình tu tập đó, mà khi mà những cái lời phỉ báng đó đó, những cái lời phỉ báng đó đó mà không có mà mình không có giận á, mình không có buồn á, thì là coi như là không có buồn á, thì như vậy á thì mới khó làm quý vị. Đó, quý vị biết đó, thật sự ra quý vị biết thật sự ra có nhiều lúc á, đối với cái sự thuyết giảng ở trên băng thót á, có đôi lúc đó, chúng tôi rất là buồn quý vị. Đôi lúc chúng tôi rất là buồn. Quý vị biết buồn gì không? Có những người mà người ta từng tu tập chung với mình, hoặc là từng sống một cái đời sống tu sĩ như vậy, mà quý vị biết người ta đi tung tin ra cho mọi người ở Việt Nam, mà những người nào mà không có lên banh thót đó, người ta đi tung tin, người ta nói ông sư Pháp Tính ổng thuyết pháp ở trên banh thót đó, ông quen rất là nhiều mấy Phật tử, thành ra một tháng đó, người ta gỡ cho ông 3-4 ngàn đô. Quý vị biết đó, khi mà mình nghe cái lời nói đó đó, thì mình tưởng là cái lời nói đó là lời nói chơ, hoặc là mình tưởng cái lời nói đó là nó không có ảnh hưởng gì nhiều, không có ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng mà quý vị biết không, sau này khi mà chúng tôi tìm hiểu ra thì chúng tôi mới biết rằng là những người đó, người ta nói như vậy đó, thì bây giờ người ta đi, người ta gặp những cái người Phật tử, ví dụ như là không có lên trên banh thót, không có lên mạng, đâu có biết cái gì đâu, thì giờ mình nói cho 10 người nghe, 20 người nghe, 30 người nghe, thì trong đó cũng có 5-6 người người ta tin mình. Người ta tin mình thì người ta không có cúng cho ông nữa, người ta nghĩ là có Phật tử hải ngoại rồi, Phật tử hải ngoại người ta cúng tháng 3-4 ngàn đô rồi, nhiều rồi, người ta nói thôi trời ơi con nghe người ta nói sư vậy đó, thành ra giờ con đi kiếm mấy chùa nghèo nghèo, mấy sư nào nghèo nghèo cúng nghe mấy vị nói vậy đó. Thì thật sự ra quý vị biết không,
Đối với quý vị ở trên banh thót này, đối với quý vị á, thì chúng tôi mới mới chia sẻ, chứ những người đó mình chia sẻ nó mệt lắm quý vị, người ta không có hiểu nha, người ta không có hiểu quý vị. Thì ở đây chúng tôi nói cái điều này á, thì thật sự ra đó, chúng tôi có được một cái duyên lành á, là ở gần các vị mà trưởng lão, các vị ở trong, cũng có nhiều vị ở trên băng thoát này nhiều rồi, nhiều năm rồi, thành ra đó là coi như là bị những cái chuyện này là bị chuyện thường, bị đụng những cái chuyện này nó rất là bình thường, và thành ra đó mình học được cái kinh nghiệm của vị đó. Nhưng mà thật sự ra chúng tôi nói thiệt với quý vị, đối với thuyết giảng trên băng thoát này, càng ngày chúng tôi rất là càng hoan hỷ. Tại vì quý vị ngồi ở trên băng thoát này, quý vị ngồi, quý vị nghe cũng được. Quý vị đi, quý vị đi cái hành, quý vị nghe cũng được. Mà thậm chí thật sự ra, quý vị ngồi mốt đằng xa, quý vị nghe cũng được. Thành ra nó là tiện lợi rất là nhiều. Chúng tôi biết nhiều khi có những người, người ta ngồi trong pháp hội, người ta mỏi lưng quá mà người ta cũng dám nhúng nhích. Mà giờ người ta ho, người ta cũng dám ho nữa, người ta sợ làm phiền cái người ngồi kế bên mình đang nghe pháp. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng là ở trên banh thót này là mình là một cái truyền thông, là mình truyền tải cái lời của Đức Phật dạy, nó sẽ được đến rất là nhiều người. Tuy rằng nhìn ở trong lớp học này thì mình biết có mười mấy người, nhưng mà sau này người ta muốn vô, người ta muốn nghe, hoặc là người ta muốn nghe nói là các vị sư với các Phật tử người ta sinh hoạt trên đây sao, lần nào mà người ta rảnh rảnh người ta lên người ta bấm người ta nghe đó, thì chúng tôi thấy rằng đa phần là người ta hoan hỷ. Có nhiều người người ta nói không biết làm sao mà mẹ tôi hoặc là vợ tôi hoặc là chị tôi tối ngày tới cái giờ này là lỡ ngay chỗ cái điện thoại, lỡ ngay chỗ cái laptop đó, không biết làm gì trong đó. Nhưng mà những lần người ta vào rồi người ta nghe thì những lần đó người ta đều có cái sự hoan hỷ. Thành ra chúng tôi thật sự ra thì chúng tôi rất là thích, càng ngày rất là càng thích thuyết giảng ở trên cái banh thót hoặc là ở trên cái mạng Facebook cũng vậy, những cái mạng internet nó có cái sự truyền tin nó rộng rãi đó. Vậy thì trở lại với cái đề tài mà chúng tôi đang trình bày đến quý vị, thì đối với cái giới cấm sai lạc thì chúng ta thấy rằng là những cái ai mà kêu quý vị làm cái nghi thức đó, mà làm cái nghi thức gì mà nó không có liên hệ đến cái sự tu tập, không có liên hệ đến cái sự giải thoát, thì những cái nghi thức đó là nó rơi vào cái giới cấm sai lạc đó. Vậy thì cái giới cấm sai lạc này á, chúng ta chỉ cần nhớ là tâm sở tà kiến có ở trong bốn tâm tham hợp tạc. Chúng ta nói đi nói lại, nói nhiều nói ít, nói cái gì thì nói, nhưng mà hãy mà nói về giới cấm sai lạc, giới cấm sai lạc hoặc là giới cấm truyền, thì chúng ta biết nó nằm ở đâu. Đó là sở hữu tà kiến nằm sanh. Quý vị biết không, hồi đó chúng tôi học mà chúng tôi bị la từ chúc mà quý vị biết rằng chúng tôi không bao giờ buồn. Có nghĩa là ví dụ như mà nói giới cấm sai lạc chi pháp là sở hữu tà kiến nằm ở trong bốn tâm tham hợp tà, nói vậy cũng bị la nói vậy cũng bị la nữa. Là quý vị biết bị la sao không? Đối với vị diệu pháp mình học mình biết là tâm nó sanh diệt từng sát na, thì không có thể nào mà mình dùng cái chữ là nằm ở trong bốn tâm tham hợp tà hết đó. Mà có ở trong bốn tâm tham hợp tà, các lúc đó chúng tôi học các ngài cũng không chịu. Các ngài nói đó là giới cấm sai lạc chi pháp tâm sở tà kiến sanh trong bốn tâm tham hợp tà. Quý vị biết trò sanh ở trong bốn tâm tham hợp tà. Bởi vậy quý vị biết hồi lúc mà chúng tôi học á, hãy mà lên bảng mà làm bài đó, mà mình cứ nghĩ cái này dễ quá chừng, lên là bị sai liền, lên là bị sai liền. Còn mà hãy mà mình thấy cái câu này khó nha, bắt đầu chúng tôi phải tìm hiểu coi kỹ đàng hoàng mới làm bài á,
thì coi như là nó còn đạt được điểm cao một chút đỉnh. Còn mà thí dụ như mình cứ cho cái câu đó dễ là lên là quý vị biết là coi như là bị trừ điểm. Mà nhiều khi quý vị biết rằng là bị la, mà bị lúc đó chúng tôi bị la mà giống như mình nói một cách giống như là bị bắt bẻ, bị bắt bẻ nha. Thành ra đó, nhưng mà nhờ như vậy mà lúc đó chúng tôi cũng không có cảm thấy chúng tôi buồn quý vị, không không có cảm thấy mình buồn. Mà mình sau này thì mình thấy rằng khi mà nói về những cái điều này cái mình nhớ lại ngày xưa mình học là mình bị la ngay chỗ này, thành ra mình không có sai nữa, không có bị sai nữa. Kế tiếp là nói về tham dục trói buộc. Tham dục trói buộc, tham dục trói buộc đó, kamaccha na sân vô chán án. Tham dục trói buộc hay là tham dục kìm có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là cái sự đắm nhiễm. Đúng rồi, chỉnh chu từng từ. Tham dục trói buộc đó, là cái sự đắm nhiễm. Mình nghe cái chữ đắm nhiễm mà mình biết đâu, đắm nhiễm là mình biết rồi, có thể mà dẫn đến nhiều khi là dẫn đến tử vong luôn đó, dẫn đến tử vong luôn á. Quý vị thấy nhiều lắm quý vị, quý vị thấy ngày xưa ở trong thời Đức Phật có rất là nhiều cái trường hợp, rất nhiều cái trường hợp là coi như là các vị tỳ khưu bị đắm nhiễm với các dục đó. Ví dụ như điển hình như trường hợp mà một cái vị tỳ khưu đó khi mà đang tu tập vậy đó, rồi đi lên xin Đức Phật, xin bạch Đức Thế Tôn cho con được hoàn tục mà con không có tu nữa đâu. Đức Phật hỏi như sao? Đức Phật nói rằng, Đức Phật hỏi cái vị đó mới bạch Đức Thế Tôn, bây giờ con thương cái người phụ nữ đó quá, con không thể nào mà con tiếp tục với cái đời sống mộng hạnh này. Đức Phật nói rồi, được rồi, thôi để Như Lai kể cho ngươi nghe. Thì Đức Phật đã thuyết lại ở trong cái dòng sanh, ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này á, là cái người phụ nữ này á là hại ngươi chết nhiều lắm, hại ngươi chết nhiều lần lắm, hại ngươi nhiều lần lắm. Thành ra đó, khi mà kể xong những cái câu chuyện tiền thân, cái vị đó là bạch Đức Thế Tôn cho con rút lại, cho con rút lại cái lời nói đó, cái lời nói đó, cái lời mà xin hoàn tục đó đó. Hoặc là quý vị thấy á, ngay cả những cái vị mà chứng thiền cũng vậy, những cái vị mà chứng thiền cũng 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 còn bị cái sự mà tham đắm trong các cảnh, dù là cảnh nào. Quý vị thấy không, 500 vị đó tu tập đắc được ngũ thiền, có thần thông luôn đó, nhưng mà 500 vị đó là coi như là tưởng rằng là mình chứng đạt được, đoạn trừ được lậu hoặc rồi, thành ra muốn về để mà khoe với Đức Phật, muốn về mà để mà khoe với Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật ngài quán xét, ngài thấy rồi 500 vị này ngài biết rồi, đọc được tư tưởng của các vị này hết. Thành ra lúc đó ngài kia Đức Phật kêu ngài Ananda mời 500 vị tỳ khưu đó, mời 500 vị tỳ khưu đó là coi như là đi qua ở trong nghĩa địa đó, ngồi chờ Như Lai, ngồi đợi Như Lai đi, đợi Như Lai đó. Thì khi mà bước vào trong nghĩa địa đó, mới đầu đó thì gặp những cái xác mà nó, những cái thi thể mà chết mà người ta quăng ở đó đó, lâu ngày rồi, lâu ngày rồi nó sình, nó sình nó thúi lên, thành ra mấy vị này khó chịu, bực, khó chịu, thành ra mới tìm qua cái chỗ khác đứng. Khi mà tìm qua chỗ khác đứng đó, thì thấy có thi thể, có vài cái thi thể của cái người khác phái, mới chết, mới chết người ta mới bỏ ra đó, thành ra trên da nó còn mịn màng, nó còn trắng hồng. Thành ra các cái vị tỳ khưu nhìn ra cái trạng thái đó, nhìn ra cái trạng thái đó thì nhìn ra cái trạng thái đó, nên lúc đó Đức Phật ngài dùng thần thông ngài thị hiện ra để ngài thuyết giảng cho các vị tỳ khưu đó nghe. Thì các vị mới thấy rằng là
mình tham còn, sân còn. Thành ra sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng thì mới chứng đắc được đạo quả A-la-hán. À, chứ trước đó thì quý vị thấy rằng chưa có chứng đắc. Thành ra đó, quý vị thấy rằng đó, ở đây đó, chúng tôi nói rằng đó, những vị tùy khu thờ Đức Phật, những quý vị thấy rằng hữu duyên đến cỡ nào, hữu duyên đến cỡ nào, nhưng mà vẫn còn là vẫn còn bị là cái tham là nó trói buộc. Là cái điều này á, chừng nào á mà nhiều đời đã tham mới thành nghiệp, Phật tử xứ mang. Nhiều đời đã tham mới là cái nghiệp tham, cái tham ái. Còn á, là do mình cái lúc đó mà mình bị ảnh hưởng, cũng như cái vị tỳ khu đó bị ảnh hưởng, là do cái vị đó không có thu thúc được, không có thu thúc được, hoặc là do cái niệm của mình nó yếu, vân vân. Nói chung là nó do cái những cái điều kiện ở ngay trong hiện tại đó, những cái điều kiện ngay trong hiện tại đó, hoặc là đối với các vị tỳ khu, 500 vị tỳ khu này á, thì là do chưa có chứng đắc được, chưa có đoạn trừ được đạo quả, thành ra đó vẫn còn bị chi phối. Khi nào mà xả thiền không có cái năng lực của định đó, thì coi như là bị các cảnh chi phối thôi. Thành ra chúng ta thấy á, đối với ở trong cái cuộc tu này đó, mình có học được những cái điều này á, thì mình mới nhìn ra được, mình mới nhìn ra được. Chúng tôi nhớ nhớ ngày xưa mà chúng tôi chưa có được qua cái Phật giáo nguyên thủy này nè. Chúng tôi còn ở bên một cái chùa, một cái tôn giáo bạn, chúng tôi ở trong đó, đó. Cái lần đó, quý vị biết không, có cái sư cô đó, tự nhiên lên nói với ông thầy đó, đó. Nói với ông thầy mà coi như là ông thầy mà coi như là quản chúng, coi chúng ở trong cái chùa đó. Cái sư cô đó lên nói, bạch thầy, con giờ con hết tham rồi, hết sân rồi, hết si rồi. Thì quý vị biết á, cái ông thầy nó không cũng rắn mắt lắm, phải nói rằng ông rắn mắt lắm, bị rắn mắt. Chúng tôi hồi đó giờ chúng tôi chưa thấy. Cái cô đó cũng vừa nói dứt lời, cái ông thầy nó phun nước miếng vô mặt của cô đó, con gái quý vị. Rồi xong quý vị biết cô đó cũng nóng phừng phừng lên, cũng chửi, cũng nói là tại sao mà thầy là cái người tu lâu năm mà thầy làm như vậy, thầy làm cái làm thầy có cái hành động bỉ ổi gì. Trời ơi, chúng tôi nói hả quý vị, cái cô đó cô chữ cái ông thầy nó quá chừng. Lúc đó chúng tôi là cái người mà pha trà trong đó, thành ra chúng tôi chứng kiến cái điều đó. Thì quý vị biết không, thật sự cái sau này khi mà qua Phật giáo nguyên thủy, cũng có gặp nhiều người, cũng có gặp một số người cũng đi lên nói với các vị trưởng lão, bạch sư, giờ con hết tham hết sân rồi. Cái vị trưởng lão nó không có nói gì hết, cái vị trưởng lão đưa phất tay, rồi hết rồi, hết tham hết sân rồi, thôi về tu tiếp, về cốc đi, về cốc đi. Chứ các vị, quý vị biết rằng các vị hình như là không có những cái hành động đó. Tôi gặp rất là nhiều, có rất là nhiều cái vị trưởng lão tối ngày cứ phải tiếp xúc với những người đó, cứ lên bạch ngài, còn giờ hết tham rồi, giờ hết sân rồi. Thành ra đó, khi mà chúng ta có học những cái, chúng ta có biết được những cái câu chuyện ngày xưa ở trong thời Đức Phật, thì quý vị thấy rằng những cái vị đó tu tập nghiêm ngặt như thế nào, phước báo ba la mật đầy đủ như thế nào, mà còn nhiều khi mà còn bị lầm tưởng là mình đã chứng đắc nữa. Thì cái thờ đó như vậy thì huống hồ gì trong thờ nay. Thành ra chúng ta nhìn như vậy đó, chúng ta phải nhìn ở trong kinh điển, rồi chúng ta nhìn ra ở trong cái thờ nay, thì chúng ta mới có cái sự thông cảm. Khi mà mình thông cảm rồi thôi kệ. Bây giờ ai nói như vậy người ta chứng đắc cũng kệ, mình hơi đâu mình cãi, hơi đâu mình cãi chi, hơi đâu mà mình nói như vậy, thôi mình chỉ quay lại với cái đề mục của mình. Mình chỉ quay lại với cái công việc của mình là nó tốt hơn.
nó tốt hơn, thì từ từ người ta sẽ nhận ra thôi. À, từ từ người ta sẽ nhận ra thôi, chứ đừng có chữ hoặc là đừng có la người ta đó. Thì trở lại với cái tham dục trói buộc này á, thì trở lại cái chi pháp này đó, thì quý vị thấy rằng á, là coi như là khi mà mình bị đắm nhiễm, bây giờ quý vị đắm nhiễm ở trong cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh nào cũng gọi là bị tham dục đó nha quý vị. À, chứ không không phải là ở đây không phải là chỉ cho là cái chuyện mà tình dục không, là không có chỉ cho cái chuyện đó không, mà tất cả các cảnh. À, bây giờ mà quý vị thấy mà coi như là mình dính mắc với những cái giọng ca đi, quý vị thấy ngày xưa không? Ngày xưa cái thờ gì, thật sự là quý vị biết ngày xưa do chúng tôi cũng có một cái thời gian, cũng chở những cái người mà cũng như là giống như mình chạy xem đá ôm vậy đó, giống như chạy xem đá ôm á, chở mấy người ta đi đi coi những cái ca nghệ sĩ đó, ca nghệ sĩ, ca cải lương á. Quý vị biết có nhiều người á là coi như là người ta buôn bán cả ngày rất là cực quý vị, rất là cực. Nhưng mà khi mà nghe nói có cái gì đó Minh Dương hay là Minh Vương Lệ Thủy gì đó, Kim Tử Long gì đó, là quý vị biết không? Rồi từ ở Biên Hòa, mà quý vị biết á, mà dám mướn một chiếc xe Honda ôm vậy đó, mà cách đây quý vị biết 25 năm rồi, 30 năm rồi, mà dám mướn một chiếc xe Honda ôm vậy đó, rồi phải phải đưa cho phải đưa cho xem ở cái người mà chạy xe Honda ôm á tiền ăn rồi tiền uống nữa quý vị. Rồi xong rồi chạy lên trên Sài Gòn á, coi coi rồi quý vị biết là coi là đến 10 giờ 11 giờ mới mới giãn tuồng. Rồi đi về tới Biên Hòa thì quý vị biết rằng là coi như là mất 1 tiếng rưỡi nữa, là coi như là 12 giờ rưỡi, rồi phim phim mai phải dậy buôn bán nữa quý vị đó. Thì quý vị thấy rằng nếu mà hỏi mà không đắm nhiễm sao mà bỏ tiền bỏ sức ra được nhiêu đó, bỏ tiền bỏ sức được nhiêu đó đó. Hoặc là quý vị thấy ai mà ở Việt Nam mà thời xưa đó, quý vị thấy không đó, mướn phim kiếm hiệp coi mà quý vị thấy là coi coi như là bỏ ăn bỏ ngủ bỏ luôn công việc luôn đó. Thành ra đối với cái sự tham dục trói buộc này nè, tất cả chúng ta còn phàm phu chưa chứng đắc được đạo quả A-la-hán là chúng ta đều còn hết, chúng ta đều còn hết, chứ đừng có nói là tôi như thế này tôi như thế kia, không có đâu. Nhưng mà do chúng ta có cái sự tu tập, đó thì sao quý vị? Chúng ta còn cái chúng ta còn cái chúng ta còn cái tham mà nó tham hợp pháp. Chúng ta còn cái tham mà cái tham hợp pháp quý vị, có nghĩa là bây giờ á, cái tham hợp pháp á, và cái tham mà không hợp pháp là như thế nào? Tham không hợp pháp á, rồi mình thấy người ta có cái gì đó nha, Tết năm nay thấy người ta trưng lan trong chùa đẹp, hay là nhà kế bên trưng lan ở đằng trước, trưng cái chậu bông đằng trước đó, rồi bắt đầu đó thôi đầu năm mình ginh cái này, mình trinh cái này về đi, về nhà mình để cho nó có cái lộc đầu năm. Vừa tà kiến mà vừa tham, cái điều này rất là khổ quý vị. Chúng tôi gặp cái này rất là nhiều đó, trong những cái nhất là cái rằm tháng giêng đó, rằm tháng giêng đó, quý vị biết rằng là coi như là họ mà đi đến chùa mình bỏ mình để cái cây gì cái chậu gì đó, họ bẻ hết, họ lấy cái lộc đầu năm. Nhưng mà cái điều đó đó quý vị biết không, quý vị biết rất là mình mang nghiệp rất là nặng nha quý vị, mình trộm mê tín, cái điều đó đó mình vô chùa mình lấy đồ ở trong chùa rồi mình về mình nói là cái lộc đầu năm đó, trời ơi. Chúng tôi nói thường thường là mình lấy ví dụ như cá nhân lấy của cô A cô B thì coi như đó là mình cũng mà mang nghiệp,
mình mang cái nghiệp, mình mang tội đó. Nhưng mà đối với cái cá nhân đó, đá nhân cái cá nhân đó thì thí dụ như là cho cái hành động đó nó cho quả mình, thí dụ đi, nó cho quả mình 50 kiếp đi, 50 kiếp đi. Nhưng mà khi mà mình lấy trộm của tăng thì của Tam Bảo thì quý vị thấy rằng cái nghiệp đó mình trả không hết, mình trả không hết. Thành ra cũng như trong những cái ngày qua đó, chúng tôi có dẫn Phật tử mà người ta đi làm phước đó, ở cái chùa này chùa kia thì người ta cũng hỏi chúng tôi là hỏi để mà người ta hiểu biết thôi, tại vì người ta có cái sự hoài nghi. Người ta nói rằng người ta dâng tiền cúng dường vô ở trong chùa đó để trai tăng ở cái ngày rằm tháng giêng hoặc là cái ngày rằm tháng hai vân vân. Bây giờ đưa rồi mình đi về rồi ở chùa mà người ta không làm, cái vị đó thí dụ như thí dụ, người ta nói thí dụ cái vị đó không làm rồi vậy thì cái vị đó như thế nào? Thì chúng tôi mới nói rằng là khi mà mình cúng dường mình đã tác bạch rồi, bạch đại đức con xin được cúng dường một ngày ăn vào cái ngày rằm tháng giêng, bạch đại đức con xin cúng dường một cái ngày ăn vào ngày 28 tháng giêng vân vân, mong đại đức quan hỷ chứng minh và thọ nhận dùm con vì bữa đó dành chúng con không có cái dịp đi đến. Rồi cái vị đó xa thú sư nhận cái phần này để ngày hôm đó sư làm. Thì cái vị đó thí dụ như là không làm thì cái vị đó mang nghiệp thôi. Còn cái chuyện mà mình đã tác bạch rồi, người ta đã nhận rồi, cái tịnh tài nó đã trao qua tay rồi là coi như là xong, là xong, là mình có phước, mình có phước của mình chứ, chứ đâu có gì đâu mà mình phải lo ngại. Cái người đó người ta mới hỏi chúng tôi gì thì cái vị đó mà quên sao? Quên thì mình nhắc, người ta làm lỡ thôi, ngày nay, ngày đó người ta làm không được thì ngày mai hoặc là ngày mốt người ta làm thôi, không có sao hết, không có gì hết. Thật sự ra là do người ta quên thôi chứ không phải là người ta có một cái ý tưởng xấu gì đó. Thành ra sẵn cái dịp này chúng tôi cũng nói cho quý vị nghe, quý vị đã tác bạch rồi, quý vị đó đồng ý nhận rồi xong, là coi như là mình đã có phước rồi. Còn cái vị đó mà người ta không làm thì người ta ráng người ta chịu thôi chứ sao giờ đó. Thành ra trở lại với cái vấn đề mà chúng tôi đang nói thì tất cả chúng ta chưa có thoát khỏi tham, chưa có đoạn trừ được tham. Chúng ta chưa có đoạn trừ, nhưng mà do nhờ cái công đức của chúng ta nghe pháp, là chúng ta tu học, rồi tàm quý nó sanh lên thì chúng ta vẫn tham. Thí dụ như bây giờ mai mốt có lễ hội gì đó sắp sửa tới rằm tháng giêng, rằm tháng tư gì đó, mình thích một cái bộ đồ đó để mà mình đi chùa, mình cảm thấy nó thích hợp, nó đẹp rồi, mình để dành tiền, mình để dành tiền lúc đó đủ tiền mình mua một cái bộ đồ đó mình mặc. Thì cái đó thật sự ra nó tham ấy, mình bị dính mắc, dính mắc với y phục, dính mắc với y phục. Thành ra nhưng mà do công đức, do công sức của mình đã bỏ ra mà mình mua, hoặc là ngay cả người vợ ơn xin người chồng tiền cũng không sao nữa. Hoặc là người con xin người mẹ, hoặc là người mẹ xin người con cũng được nữa, miễn sao ta nói xin vậy thì sao? Xin chứ đâu phải ăn trộm, xin chứ đâu phải mà lừa gạt gì đâu, thì ta đồng ý thì ta cho, không đồng ý thì thôi. Đó, thành ra đó chúng tôi nói rằng khi mà mình do nhờ cái năng lực mình tu tập, mình không có chứng đắc thiền định gì hết đó, nhưng mà nhờ mình tu học mình có sự mà xấu hổ và ghê sợ với tội lỗi. Thành ra đó mình không dám trộm cắp của ai đó đó. Nhưng mà hỏi còn thích không? Thích mặc đồ mới không? Thích chứ không thích. Bây giờ mình thích nằm ở chăn im niệm ấm không? Bây giờ tới mùa lạnh quá mình có mấy cái áo mà mấy cái áo len mà nó vừa đẹp ở vừa ấm, mình thích thích chứ quý vị.
giờ đến mùa hè sắp tới, mấy mốt tới mùa hè có mấy điều hòa để mà nghĩ, suy nghĩ đến đó là cảm thấy thích liền. Tôi nói thật với quý vị nha, nhiều khi mình hành thiền á, mình hành thiền á, được ở trong một cái chỗ hành thiền á, mà nó sạch sẽ, nó mát mẻ, thì tùy theo người. Người có người thì người ta thích hợp với cái sự mát mẻ của cái máy lạnh, có người thì người ta thích hợp với cái sự mát mẻ của cái gió ngoài trời, là cái gió tự nhiên, gió thiên nhiên. Thì chúng ta phải biết rằng là mỗi người, mỗi cái thể trạng con người á, nó khác nhau, nó khác nhau hết. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng người nào người ta thích hợp với cái gì thì kệ người ta. Có nhiều người ta nói trời ơi, tu đòi hành thiện trong máy lạnh thì kệ người ta. Quý vị ở trong cái thời đại 4.0 này rồi, không lẽ tự nhiên quý vị cứ kham khổ hoài, miễn sao mà mình đừng có dính mắc thôi. Còn cái chỗ mà giờ mình hành thiền thì nó thoáng, nó trống. Bây giờ mình trải thảm rồi rồi nó trống, rồi nó có máy lạnh, máy điều hòa, nó điều hòa nhiệt độ trong đó, thì quý vị thấy rằng là nó sẽ làm nó sẽ làm cho cái thân của mình là nó được cái sự mà khinh an, quý vị. Nhờ cái điều kiện, quý vị thấy không, quý vị thấy có những cái cảm thọ nó liên hệ với vật chất, là có những cái cảm nó liên hệ với vật chất. Dạ, quý vị nghe lại được chưa? Quý vị nghe lại được âm thanh của chúng tôi không? Dạ, bây giờ rồi, vậy thì cái sự đắm nhiễm, thì cái này á, thì chúng tôi muốn nói về cái đời sống thường ngày của chúng ta ưa gặp những cái điều này. Thành ra chúng tôi phân tích cái chỗ này, chứ là chi pháp đồ này kia đó, hoặc là trong các trần cảnh thì chúng ta đã học rồi. Như thế nào cảnh cảnh sắc, những cái gì mà nó thuộc đối tượng của con mắt thì nó bị con mắt thấy thì cái đó là cảnh sắc. Những cái điều đó chúng tôi đã trình bày rồi. Những cái âm thanh nào mà nó bị cái lỗ tai mình nghe được thì nó là cảnh thinh, thì mình đắm nhiễm trong những cái cảnh đó là bị tham dục trói buộc thôi đó. Thành ra đó, chúng tôi chỉ nói đến cái khía cạnh hàng ngày chúng ta tu tập, chúng ta quán xét lại mình còn tham. Nhưng mà tham nó hợp pháp thì nó cũng đỡ đỡ hơn cái chuyện mà tham mà nó phi pháp đó. Vậy thì tham dục trói buộc này á, chi pháp là tâm sở tham, sanh trong tám tâm tham đó. Chi pháp của tham dục trói buộc là tâm sở tham, sanh trong tám tâm tham đó. Rồi vậy thì chúng tôi đã cố gắng thuyết giảng đến đây cũng vừa phải lẽ với thời gian rồi, với cái cổ họng của chúng tôi, cổ họng của chúng tôi cũng nói được ở chừng 40 phút thôi, 40 phút, 45 phút à. Thành ra bây giờ chúng tôi xin được dứt lời một chút nữa đây, thì chúng tôi phải chạy vào trong bệnh viện đi thăm sư trưởng. Hôm nay thì mấy đêm nay sư trưởng bị đau nhức đầu, mắt sưng lên mà nó chảy nước mắt, vô rất là nhiều thứ thuốc giảm đau mà cũng không được, là một chút nữa phải chạy vào bệnh viện. Mong quý vị cũng dâng cái phước này đến hòa thượng Nhất Chánh, để hòa thượng sớm gặp được cái thuốc tốt để mà thoát khỏi cái bệnh này, duy trì mạng sống được vài năm nữa. Nói gì chứ khi mà có các vị trưởng lão, tuy rằng còn nằm đó nhưng mà đời sống của chúng ta nó cũng được vững tâm, cũng cần có cái người cha trong nhà còn sống thì mình cũng còn có cái chỗ dựa, cái chỗ nương tựa. Bây giờ tất cả phước báo này chúng con xin thành tâm dâng đến chư tôn Đức Tăng. Nhất là xin dâng cái phước này đến sư trưởng Hòa thượng Nhất Chánh.
mong ngài gặp được thuốc tốt để bệnh được thuyên giảm. Cũng xin chia phước này đến và cũng xin chia phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam thiền nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên, người trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là chư thiên vô trời, nhất là chư thiên tứ đại vương, các vị chư thiên người xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp cùng với chúng sanh ba giới bốn loài, quan hệ tòa lãnh đồng niệm nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, sa thủ lành thay, chúng con kính tri ân đại đức Pháp Tính đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức. Và con kính thỉnh thuần tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đính sư. Phật sắp mang lăng ra khăn tu sắp bê đê và ta sắp ở bút đà nơi phá quê nơi xa đà sát thi phong anh tui tê. Phật sắp mang lăng ra khăn tu sắp bê đê và ta sắp ở hàm mà nơi phá quê nơi xa đà sát thi phong anh tui tê. Phật sắp mang lăng ra khăn tu sắp bê đê và ta sắp ở sáng khá nơi phá quê nơi xa đà sát thi phong anh tui tê. Tất cả phương báo ăn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư Tăng ca sử thánh lợi thần thần đến người. Cầu xin do quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ thú, sa thú lành thai, chúng con.